Nó kêu nó nàng, đừng có nàng mũi nó. Nàng mũi nó nhả mũi. Ờ, nó dễ hát xì lắm, chị Vinh vui dễ ứng mà. Vừa thôi, nhẹ nhàng, gồng ra. Chịu đau gió đó, gồng sớm ra. Ừ, nhưng mà nặng mũi là bị viêm vui dễ ứng mà, nó hát xì. Đã rồi. Mấy giấc cục bụng hồi chiều hôm qua mình lồn ghê lấy. Ừ. Dạ. Chưa xong ha. Dạ. Đã nổi nhìn gì. Chưa hái rồi. Ừ. Chưa bị viên vừa đến bờ đi đó. Chưa khổ quá đó. Viên với Ngọc Phong. Wow, chị ơi, đừng nặng chị ơi, em chịu không được. Nhả mũi cứ nhả mũi bình thường sao ấy. Em nhả mũi là chị Ngân. Cứ nhả mũi bình thường nha. Có mũi vậy mà nghĩ sâu hôm nay á. Mũi em của em nó còn hơn hơi có mớ nữa mà. Hồi nãy chị nhìn chị tưởng mà có thằng câu mà khiên khiên giường. Nó ra vậy à? Ủa đó đó hả? Đúng, đúng không? Dạ đúng. Kệ nó cứ khác đi em. Nước mũi lên mắt. Kệ nó. Nằm im cho chị ra đi. Chị đau dữ vậy. Ác xì. Rồi ác xì đi. Giống em với sợ em. Rồi thôi thôi. Mẹ không biết trả từ đây. Thôi xuống này xuống này. Chúng bác sĩ tiếp. Bác sĩ bình thường không sao. Nào nghiêng qua nghiêng qua. Còn có đóng rồi. Ừ, thì em chưa là đó. Chứ bên kia quay bóng khá nào vậy. Còn hai bữa đừng nghỉ cũng nhắn tin hỏi. Hỏi các thằng dễ thương này. Ừ. Đừng nít nhé. Con vái theo bạn quen gì con lên mạng rồi đúng không? Bữa nay chơi nó có ok đó. À, theo bạn quen. Cái vái đó thì bắt đầu tình lý rồi đúng không? Hơi nước rồi đó, chuẩn bị đó. Gọi gọi xí để cho đi liền. Để qua Nhi ở trường coi đồ thử. Để qua Nhi ở trường với Hà Thanh coi đồ thử. Chắc bà có vẻ có lây á. Bà có lây nó có động với ấy nhìn nó son ấy. Cái màu nó dễ thương rồi. Ừ. Màu nó à? Thấy cũng dễ thương. Em dễ thương là chuẩn bị cho em về đó. Từ khi đi lồn mới toàn là mặc xét xét với quần với ố thôi, chứ chả mặc quần riêng luôn đi. Ừ, riêng có đi ngoài đường thôi chứ. Không mới vô thì mặc toàn riêng luôn, giờ khi mình nghĩ còn giờ lịch sự á. Ừ. Mẹ Yên kia mới có quần riêng rồi đâu mà. Trường
cái đồ chơi mình đi, mà đi lùm mình đi chơi Tết cũng được. Cái đầu bốt có lây mau vô á, đẹp ghê. Bốn đại mà bốt một cây nó lây. Bốn đại mà được bốt cao hay là bốt thấp? Bốt thấp. Bốn đại gì hả? Em kinh khủng luôn. Ừ, nhưng mà nó cô đúng không? Ừ, mà mon lên cái kinh chỉnh xuống được món đó đó. Ừ. Nè bốn bốt đại. Mua con đá tiền thì mon còn em. Ừ. Con lê bóng trăm mấy hả? Nam trăm mấy. Mấy mua mấy kiếp nào mấy mua mon nó biết. Con làng hơi đây. Ừ. Đồ mà đồ xinh xinh mình chế những thói phèo. Mình phải mùa này sợ tóc xây đâu. Tóc thì phải tóc thôi, thời gian không phải tóc thôi chứ. Ý thằng có mùa này cho mình món vậy. Món có hình khó. Trời khi mua từng triệu bất là mình đi lò mấy mình có không món nè. Họ hai đi chai xong một món rồi chứ. Thấy đẹp nhưng mà chị nghĩ cái món có phí. Phí thôi, mua về để thao cũng hay. Mua về cái chị cắt vô tủ nó cũng hư rồi. Có đó ba cái đũa chị nó. Chị bị hai mang về để thao á. Ừ, ba cái đũa nó móc vô nó. Nó tróc ra. Sao vậy đây mà đùi cũng được, mặc vái cũng được. Ừ. Còn về cũng được. Mà mong nói chung mà để thao là mùa mùa mong cũng được hết trơn. Ừ. Dạ thì ơi đánh này ghi tay người nó đi nha. Bà có lẽ tải em. Ghê đục cũng quá tiền quá em. Ừ. Đi lòn ở đó có thời gian đâu mua chi dữ trời. Chủ nhật. Chủ nhật rảnh đi. Ừ. Rảnh mà cũng về quê mất thôi chứ. Chồng chở đi mua. Chồng ra đây chở đi mua. Ừ. Trời chị chủ nhắc liền. Ấy lần bữa chị xuống nhà chị chơi. Cái chị hiền chị kêu ý là chị kêu có robot thì tới mùa này cho mượn rồi lại biết chơi. Có đi chơi thì mượn. Ừ. Cái đó nói đi. Cái bất thái gì mon. Cái chị gì nói chị. Chắc bất thái mì mon rồi đùa đùa theo đó. Phí. Phí, chị thắng phí. Mua heo 300.000 đi chơi được rồi. Nước cho hắn, hắn mon, có nước cho máy có rộng khỏi miếng đó chứ không có mon đâu lấy. Đi nào đi lùng con nhăn, lại chữ mong bốt đi lùng con nhăn. Chị lên bớt nhiều lắm. Bát máy. Chị lên chắc đau bớt dữ lắm. Bát máy nào bớt được ngon. Nếu như bớt thôi thì hàng thành ngon. Ừ. Mà không biết chị nghe nút không. Bữa có chị lên là tốt trăm. Ừ. Lên bớt nhiều lắm. Bên kia cũng còn mấy phút rồi.
Có tình đã có mẹ Yên. Mẹ Yên không xâm đồ luôn. Thì cũng mới giờ học từ cái gì từ sài gòn về đây không sáng là tốt lành.